Nói cho Tuyên nghe thử xem, trước khi bơi ếch thì mình làm động tác gì trước? Nhớ không? Hít hơi vào. Hít hơi vào rồi sao nữa? Úp mặt xuống nước. Đúng không? Rồi nín thở lại đúng không? Rồi động tác chân ếch. 1, 2, 3. Rồi sao nữa? Thở nhẹ ra bằng mũi. Xong rồi kéo tay, ngẩng mặt lên, hít hơi vào, rồi úp mặt xuống, nín thở lại, làm động tác chân ếch. 1, 2, 3. Thở nhẹ, nước ra bằng mũi, kéo tay, ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Rồi bây giờ mấy em làm động tác tay và thở cho tôi xem thử coi đúng chưa. Rồi chúng ta chuẩn bị đi bơi. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nín thở lại. 1, 2, 3. Thở nhẹ ra bằng mũi, kéo tay, ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Tay của em bị sai nè. Kéo tay lại cho tôi. Hít hơi vào, nín thở lại, úp mặt xuống. Thẳng tay ra. 1, 2, 3. Kéo tay, kéo tay. Cái cổ tay giữ thẳng. Bàn tay và cánh tay. Kéo tay. Kéo tay qua nhấn nước xuống. Úp mặt xuống. Nín thở lại, đếm 1, 2, 3. Nè, đó. Kéo tay qua nhấn nước xuống, đưa tay về chứng thủy. Rồi làm lại nha. Em làm lại đi. Rồi, kéo tay qua là ngẩng mặt lên nè. Khi kéo tay nè, kéo tay qua, nhấn nước xuống, rồi thẳng ra úp mặt xuống. 1, 2, 3. Kéo tay qua, nhấn nước xuống. Đúng rồi. Em đừng, cái tay của em đừng có bị như vậy, mà cái tay của em phải thẳng như vậy. Bàn tay và cánh tay phải thẳng như vậy ha. Khi kéo tay, kéo tay qua, nhấn xuống, đưa tay về chứng thủy, rồi duỗi thẳng ra lại phía trước nha. Rồi, làm cho đúng. Còn em bên này, làm cho đúng cho tôi xem. Hít hơi vào, nín thở lại, úp mặt xuống, đếm 1, 2, 3. Thở nhẹ ra bằng mũi, kéo tay qua. Đúng rồi, nhấn nước xuống, đưa tay về. 1, 2, 3. Nè, tay kéo về vậy, đúng không? Là ta đưa về trước ngực chứng thủy, đưa thẳng ra phía trước, là úp mặt xuống nha. 1, 2, 3 là nhớ hồi mình kết hợp với động tác chân của mình nha. Rồi bây giờ anh sẽ chỉ cho mấy em một khẩu quyết để nhớ đơn giản thôi. Chỉ cần nhớ ba cái thôi. Hơi thở, xong rồi tới chân, rồi tới tay. Nhớ nha. Hơi thở, rồi tới chân, rồi tới tay. Hơi thở là hít hơi vào, nín thở lại, úp mặt xuống nước. Rồi động tác chân 1, 2, 3. Thở nhẹ ra bằng mũi, kéo tay, ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Đúng không? Hơi thở, xong rồi tới chân, rồi tới tay. Nhớ rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị xuống nước bơi nha. Mấy em làm cái động tác tay cho đúng như vậy nha. Rồi khi mệt thì mình sẽ làm sao mấy em? Khi mệt thì đứng nước, đúng không? Đứng nước thì mình làm sao, vuốt nước như thế nào? Vuốt nước như thế nào? Không có lật cái mặt tay, bàn tay của mình lên, tay vuốt qua. Vuốt nước. Ha, hai cái tay không có đưa sát lại nhau, hai cái tay hai bên vuốt nước như vậy. Vuốt nước như vậy. Hai để tay hai tay vuông góc đây. Hai tay vuông góc. Rồi vuốt nước qua lại. Vuốt nước qua lại. Đúng rồi. Khép sát mấy ngón tay lại, vuốt nước qua lại. Đúng rồi. Không có lật mặt bàn tay lên, không có lật mặt bàn tay. Không có lật tay lên vậy. Chỉ vậy thôi, vuốt qua lại. Không có lật tay lên. Nè, vuốt qua, vuốt lại, vuốt qua, vuốt lại nè. Đúng rồi. Nhanh lên. Rồi. Vuốt nước ba cái cũng vậy. Vuốt nước, hít hơi vào xong rồi vuốt nước. Hít hơi vào, vuốt nước 1, 2, 3. Thở nhẹ ra bằng mũi. Hít hơi vào, vuốt nước 1, 2, 3. Thở nhẹ ra bằng mũi cho nó dễ. Cái đó là vuốt nước chỉ có dùng tay và hơi thở. Còn nếu mình vuốt nước mà có kết hợp vô với chân mình á, thì giống y chang như động tác bơi ếch. Người sẽ nghiêng về phía trước một chút xíu,
hít hơi vào, xong rồi làm động tác chân, chân không có khép sát lại, chân hở ra. Xin chào, bây giờ đến phần kiểm tra bơi ếch của các em hôm nay. Vậy là đã trải qua 3 bữa Tiêu Anh hướng dẫn cho các em bơi kỹ thuật ếch, thì hôm nay là bữa thứ 3. Và em nào mà bơi sai Tiêu Anh sẽ sửa, em nào mà bơi đúng Tiêu Anh để cho bơi tiếp, bơi tới bên kia rồi hoành về. Hoành về, ai mà bơi giỏi thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình học bơi ếch cùng người cá Tiêu Anh. Còn nếu mà chưa bơi xấu, học tiếp tới khi nào biết bơi tốt thì thôi. Ok không? Rồi bắt đầu nha, đếm nha. Bơi sai là tôi sẽ dịnh lại, không cho bơi tiếp á. 1, 2, 3, bắt đầu đi các em. Hít hơi vào, nín thở lại, nổi người lên rồi hãy làm động tác chân nha. Không có dịnh vô cái vách tường nữa nha. Chị em bơi rồi, và tới phiên em đi. Chân rồi mới tới tay. Chân thở ra rồi mới tới tay. Thở ra xong rồi mình mới kéo tay ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Hít hơi vô. Nổi người lên, khép sát hai chân, hai tay lại, thẳng tay, thẳng chân ra. Chị của em làm tốt hơn nè. Mệt không em? Thở nước 10 lần đi. Các bạn này đó, có một sự đặc biệt là học bơi không cần dùng phao, nên các bạn hơi bị sợ nước, nên các bạn bơi bám dính vô cái vách tường này. Bởi vì các bạn không có bơi bằng cái phao thì các bạn vẫn còn chưa nhớ động tác lắm, nên kỹ thuật chưa được hoàn thiện cho lắm. Nhưng như vậy cũng được. Thở nước 10 lần rồi bơi lại. Chân thở ra, kéo tay ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Úp mặt xuống, chân thở nước ra, kéo tay ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Úp mặt xuống, chân thở nước ra, kéo tay ngẩng mặt lên. Đúng rồi. Hít hơi vào, nổi người lên cái đã. Nổi người lên cái đã hãy bơi tiếp. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hít hơi vào. Còn em sao dừng lại? Em đã sẵn sàng chưa? Mẹ cái vậy? Bé Su. Xuống đi. Chị Bông làm tốt rồi. À chị Bông đứng nước à? Mệt, đứng nước, mệt. Hít hơi vào, vuốt tay nước. Đúng rồi. Đúng rồi, đứng nước vậy đó. Mệt là mình đứng nước cho nó khỏe. 1 là nằm ngửa, 2 là nằm sấp nín thở. Nằm sấp nín thở hoặc là nằm ngửa. Hít hơi vào, nín thở lại. Hít hơi vào, nín thở lại. Nín thở lại rồi từ từ thở ra. Đếm 1, 2, 3 hãy thở ra, nín. Hít hơi vào, nín thở lại. Từ từ hãy thở ra. Rồi giỏi lắm Bông ơi. Nhớ khi mệt là mình phải nín thở lại. Mình hít hơi vào thật sâu rồi mình nín thở lại, là tự động người mình sẽ nổi. Chỉ cần phối hợp vào tay, vào chân một chút thôi là dễ dàng sẽ nổi thôi. Đừng vội. Bé Su nè, chưa quay kiểm tra được bé Su bơi về đây như thế nào à. Bé Su bơi đúng chưa? Rồi chị Bông là Tiêu Anh thấy được rồi nè. Giờ tới phiên bé Su nè. Bé Su cho các bạn xem bé Su bơi như thế nào từ đây vô đằng bờ đằng kia đi. Rồi Tiêu Anh sẽ chấm điểm cho bé Su. Rồi bơi vô trong bờ trên kia nha. Cái bờ ngay đây nè bé Su. Nè bờ ngay đây nè. Cái chỗ đây nè. Rồi bơi lại đi.
Hít hơi vào, nín thở lại, nổi người lên. Một. Chân. Thở ra kéo tay, ngưỡng mặt lên, hít hơi vào. Đúng rồi. Chân. Thở ra kéo tay, ngưỡng mặt lên, hít hơi vào. Chân. Thở ra. Thở ra xong rồi hãy kéo tay. Đừng làm vội. Rồi. Từ từ. Thấy cái bờ là mê lắm, cái vội quên động tác nha. Đúng rồi Su ơi, giỏi lắm nha Su. Bữa nay Bông và Su đã giỏi, đã xuất sắc, hoàn tất kỹ thuật bơi ếch cơ bản. Rồi bây giờ các em có thể về nhà được rồi. Vậy là kết thúc 3 ngày dạy bơi cho hai bé đệ tử mới của Tiun. Các em giờ bơi ếch cũng được rồi, nhưng phải luyện tập thêm mới thành cá được. Rồi được làm người cá nữa, rồi tập luyện để thành tiên cá nữa. Sắp tới Tiun sẽ làm nhiều video dạy bơi hơn để hỗ trợ các bé học bơi tốt hơn, để ai cũng có thể nhanh chóng trở thành người cá. Thấy làm đệ tử của Tiun sướng không? Học xong là được chơi, được ăn, sống sướng như tiên. Muốn gì có cái đó, cả thế giới sẽ yêu thương các em. Nhưng phải luôn nhớ đến mục đích sự tồn tại của người cá là phải kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật nha các em. Vì sự xuất hiện của chúng ta trên thế giới này không phải chỉ để hưởng thụ vật chất nhân tạo. Ba đâu? Đây nè. Chà, ba đẹp trai giữ ta tóc vàng luôn ha. Nhà mấy em xây có hồ bơi không? Em bỏ rồi. Em chơi. Xây hồ bơi cho mấy bạn đi bơi chứ. Nhưng mà cái hồ bơi em làm. Làm hồ bơi luôn đi. Thôi. Rồi bỏ hồ bơi vô đâu, hồ bơi của em đâu? Nè, em không có rác mà em. Cái này là trò chơi Lego hay gì vậy? Lego. Em... Lego á hả? Nó không ngồi được. Đâu? Ờ nó ngồi vậy đi. Đây mẹ đấy hả? Dạ. Rồi con đâu? Dạ con. Ủa đâu vậy? Đây. Đây là em út, còn đây là chị. Dạ. Trời quá. Thôi mình vô mình ăn cơm đi các em ơi, rồi mình chơi sau nha. Em giỏi vậy hả?